Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Sắc màu văn hóa Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi nét về văn hóa của người Thái đen ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ qua phóng sự Người Thái Mường Phăng gìn giữ văn hóa dân tộc. Cuối chuyên mục, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Độc đáo nhạc cụ dân tộc Khơ Mú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là xã có gần 80% là người Thái đen sinh sống. Trước sự biến động của thời gian, ảnh hưởng của quá trình hội nhập, nhưng người Thái ở xã Mường Phăng vẫn gìn giữ và phát huy được những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Cứ mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần, câu lạc bộ giữ gìn văn hóa dân tộc Thái Bản Khá, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ lại tập trung ở nhà trưởng bản để cùng nhau tập luyện những điệu múa, bài hát truyền thống của dân tộc Thái. Cứ mỗi đợt sinh hoạt, những người lớn tuổi biết về văn hóa dân tộc lại chỉ bảo, truyền dạy lại cho những người trẻ. Cứ như vậy họ cùng nhau học hỏi, tập luyện và duy trì được câu lạc bộ đã nhiều năm qua. Chị Cà Thị Diêu, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, tuy câu lạc bộ không có kinh phí hoạt động, nhưng vì niềm đam mê văn hóa dân tộc và yêu thích những điệu múa truyền thống dân tộc Thái mà các thành viên vẫn nhiệt tình tham gia để câu lạc bộ ngày một phát triển. Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thì chúng tôi thường xuyên lúc thời gian rảnh rỗi thường xuyên tập luyện. Một là để gìn giữ văn hóa dân tộc, hai là để phục vụ khách du lịch ạ. Mới đầu thì cũng tự tập với nhau, còn cái nào không biết thì cũng hỏi các cụ để biết rõ thêm, để còn duy trì bản sắc nữa. Với người Thái đen, bên cạnh bộ trang phục truyền thống thì chiếc khăn piêu của phụ nữ là nét nổi bật và đặc trưng nhất. Để làm nên chiếc khăn piêu truyền thống thì không thể không nhắc đến nghề thêu truyền thống của dân tộc Thái. Nghề thêu truyền thống vẫn được những người phụ nữ Thái ở Bản Khá cũng như các bản người Thái trên địa bàn xã Mường Phăng duy trì cho đến ngày nay. Dân tộc Thái chúng tôi thì khăn piêu hoặc áo cóm thì không thể thiếu được. Đấy là bản sắc dân tộc của người Thái. Và lúc đi rừng hay đi làm thì phải có cái khăn piêu. Lúc nào rảnh hoặc ấy thì mình ra để hội vui nhau thì mình để làm khăn piêu. Để thêu piêu, để sau này để đã truyền đạt cho các con, các cháu. Để có những mảnh vải thổ cẩm đẹp làm khăn piêu, làm váy, áo truyền thống của dân tộc Thái, thì người Thái phải qua công đoạn nhuộm chàm cho vải. Ở xã Mường Phăng hiện nay còn rất ít người duy trì nghề thủ công truyền thống này. Bà Lò Thị Phanh ở bản Che Căn cho biết, ngày trước ở dưới gầm nhà sàn của người Thái đều phải có chum đựng nước chàm để nhuộm vải. Ngày nay, nghề này đang dần mai một, số người còn giữ nghề như bà cũng còn rất ít. Để tạo ra được những sản phẩm vải nhuộm chàm, chỉ những người phụ nữ khéo tay, kiên trì, có kinh nghiệm mới tạo ra được những sản phẩm như ý. Việc nhuộm chàm đòi hỏi rất công phu, theo đúng quy trình thì sản phẩm làm ra mới được bền và đẹp. Nghe bây giờ các con, các cháu thử vậy, bây giờ cái mặc quần áo thế này thì nó không đúng dân tộc. Nếu như các bà thì che già măng mọc rồi thì nó phai màu thì không được. Thế chị mới tôn tạo được cái này bản sắc dân tộc của mình. Thì đi đấy đã chàm đi nhuộm đấy, mình từ trồng đấy. Thế đi trồng được 3-4 tháng thì mới được cắt. Cắt xong thì mình đi rửa sạch thì ngâm được 5 ngày. Thế mới bắt đầu bắt nước. Đấy cái bôi thì mình pha trộn vào thành màu đen đấy. Thế bắt đầu trộn vào cái lá quả thành màu nhuộm của mình rồi thì bắt đầu làm chỗ này. Thế mới đầu nhuộm, nhuộm như thành áo thế này thì ít nhất cũng phải 5-6 đợt mới được. Một nét đặc trưng về văn hóa là người Thái thường làm nhà sàn để ở. Người Thái ở xã Mường Phăng hiện nay vẫn ở trong những ngôi nhà sàn truyền thống. Và để tìm hiểu về nét nhà sàn truyền thống của người Thái đen, chúng tôi đến nhà ông Lường Văn Bản ở bản Che Căn. Ngôi nhà sàn của gia đình ông Bản vẫn còn giữ được những nét đặc trưng truyền thống của một ngôi nhà sàn của người Thái đen. Ông Bản cho biết, ngôi nhà sàn 5 gian này của gia đình ông làm cách đây hơn 40 năm. Ngôi nhà được làm theo đúng truyền thống là có hai cầu thang lên xuống, nằm ở đầu nhà và cuối nhà. Theo quan niệm, cầu thang ở đầu nhà thường dành cho nam giới, những người cao tuổi đi lại.
còn cầu thang cuối nhà là dành riêng cho phụ nữ, phục vụ cho việc nấu nướng bếp núc. Đối với không gian ở trên nhà, ông Bản chia thành hai khu vực riêng biệt là khu vực ngay đầu cầu thang chính bên phải ngôi nhà là gian thờ và gian ngủ của chủ nhà, tiếp đến là các gian ngủ của con cháu. Giữa hai hàng cột chính chạy song song trong nhà là khoảng không gian rộng dành cho sinh hoạt chung của cả gia đình và để tiếp đón khách. Cái nhà sàn là cổ của ngày xưa ấy, của dân tộc Thái ấy, thì nó có hai cái bếp ở trong nhà. Vâng, một cái bếp thì đây mà một cái bếp thì ở bên ngoài kia. Thì bởi vì dân tộc của người Thái theo phong tục ấy là cứ đến 10 ngày, tức là 10 ngày đấy, 10 ngày là cúng thì để nấu cơm thì nấu bên này. Đấy, đấy là cái thời xưa ấy. Đấy, phải thế. Kể cả nhà to hay nhà bé cũng phải giữ cái hai cái bếp này. Đấy. Thì bây giờ thì thời buổi bây giờ cải tiến rồi. Đấy, thế là mới dỡ ra thế là để ngoài nấu nướng hay là để dưới sàn đấy. Một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Thái Đen trên địa bàn xã Mường Phăng mà mỗi khi du khách đến đây đều ấn tượng là văn hóa ẩm thực. Đối với người Thái Đen, các món ăn có vai trò đặc biệt nên được chế biến rất cầu kỳ theo nhiều phương thức, sử dụng nguyên liệu riêng, gia vị độc đáo, mang đặc trưng của dân tộc. Các món ăn độc đáo mà người Thái ở Mường Phăng thường dùng là xôi nếp nương, đồ bằng chõ gỗ, cùng với các món thịt trâu, bò, cá, gà được tẩm ướp gia vị mắc khén, tỏi, ớt, gừng, muối, rồi gói trong lá chuối rừng, lá dong hoặc là kẹp tre nướng trên than củi hồng hay là vùi cho bếp nóng. Đây là những món ăn truyền thống mà người Thái ở Mường Phăng vẫn đang duy trì trong sinh hoạt hàng ngày. Song còn những món như là gà nhồi ống tre nướng thì chỉ những dịp lễ Tết hay có khách quý đến nhà, người Thái mới làm món này để bày tỏ tình cảm với khách đến thăm nhà. Đây cũng là một nét văn hóa về ẩm thực mà người Thái ở Mường Phăng vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay. Món gà này là món gà nhồi ống tre. Thường thường thì mình làm món gà nhồi ống tre đấy, thì thường thường mình chọn cây tre mà cây tre nó không già, mà lấy cây tre non. Nếu mà mình lấy cây tre non ấy thì mình cho vào lửa mình đốt, mình thui ấy, mình nướng ấy thì nó thịt nó sẽ chín kỹ hơn. Món này ấy thì là món đặc trưng và món truyền thống của dân tộc Thái. Bởi vì riêng món gà ấy thì thường thường chúng tôi ít khi luộc và ít khi rang lắm. Bởi vì các cụ ngày xưa là sinh sống bằng thực tế của địa phương. Là cái món mà con gà nhồi ống tre này thì trong khi có dịp lễ Tết hay là có cái ngày hội gì vui của bản và của gia đình thì thường thường chúng tôi vẫn nấu cái món này. Để gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền khuyến khích các câu lạc bộ, các đội văn nghệ duy trì sinh hoạt thường xuyên, xã Mường Phăng còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Xã khuyến khích người dân giữ ẩm thực, các trò chơi dân gian, tự dệt mặc trang phục dân tộc truyền thống khi tham gia những sự kiện lễ Tết, cưới hỏi. Cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân có ý thức nâng cao trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc. Hàng năm, xã tổ chức hội thi hội diễn, phục dựng lại các lễ hội văn hóa của dân tộc Thái nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Thái. Trên địa bàn xã Mường Phăng thì đồng bào dân tộc Thái là chiếm 75%. Thì chúng tôi luôn tuyên truyền vận động là nhân dân trên địa bàn là có 14 bản đồng bào dân tộc Thái, bản nào cũng có đội văn hóa giữ gìn bản sắc dân tộc. Cái nét giữ gìn bản sắc văn hóa thì như dân ca, dân bú, dân điệu, nhất là điệu xòe truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Để giữ được mỗi thôn bản, mỗi chi ủy chi bộ, mỗi trưởng bản phải là tổ chức thực hiện duy trì những ngày nông nhàn là tập luyện những các tiết mục như là mừng đến thời điểm như là gặt hái thì mừng được mùa này, mừng lúa mới này, mừng dựng nhà mới này, là xong là lón rau, những nét
đẹp đó thì như chúng tôi là Mường Phăng, tôi là luôn luôn tuyên truyền vận động các thôn bản phải giữ gìn. Trong giai đoạn phát triển và hội nhập như ngày nay, người Thái ở xã Mường Phăng vẫn đang gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Những nét văn hóa truyền thống vẫn hàng ngày hiện hữu, gắn bó trong lao động sản xuất, đời sống của người dân nơi đây. Với tình yêu, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc vẫn tiếp tục được lưu giữ và phát triển, tạo nên một nét văn hóa đặc trưng của người Thái ở xã Mường Phăng. Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng văn nghệ dân gian của mình, bên cạnh làn điệu dân ca Tơm, người Khơ Mú sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn sở hữu các loại nhạc cụ dân gian khá phong phú, độc đáo. Hầu hết các loại nhạc cụ này đều được làm từ những ống tre, ống nứa, nguyên liệu tự nhiên, gần gũi và gắn bó thân thuộc với người Khơ Mú. Người Khơ Mú từ xa xưa chỉ làm nương, cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Chính vì vậy, nhiều loại nhạc cụ của họ được chế tác đơn giản bằng những vật liệu sẵn có trên nương như là tre, nứa. Đao đao là nhạc cụ đơn giản được làm từ ống nứa nhỏ có đường kính từ 3 đến 5 cm, chiều dài khoảng 40 đến 50 cm. Phần đầu của nhạc cụ được khoét thành hai miếng đối xứng nhau, gọi là lam đao, dài khoảng 20 cm. Đây là phần tạo âm cho nhạc cụ khi sử dụng. Phần cuối của đao đao được khoét hai lỗ hoặc là ba lỗ bấm để tạo ra giai điệu khi sử dụng. Khi diễn tấu, người sử dụng sẽ dùng tay phải cầm phần dưới của nhạc cụ, đập phần đầu của nhạc cụ vào mu bàn tay trái để âm thanh vang lên. Điệu múa truyền thống mang đặc trưng riêng của người Khơ Mú là điệu tăm đao, được tạo nên từ tiết tấu của nhạc cụ tạo nhịp cho các bước di chuyển, kết hợp với động tác của đôi bàn tay và toàn bộ cơ thể của người múa. Đao đao là nhạc cụ truyền thống của dân tộc Khơ Mú. Phụ nữ chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ đã được các bà, các mẹ dạy cho cách làm và sử dụng loại nhạc cụ này. Đối với người Khơ Mú chúng tôi thì đao đao là nhạc cụ dành riêng cho phụ nữ sử dụng. Phụ nữ chúng tôi dùng đao đao để vui chơi, giải trí trong các lễ hội, dùng để tạo nhạc cho các điệu múa dân tộc Khơ Mú. Lúc đi nương hay khi rảnh rỗi, chúng tôi cũng dùng đao đao để tạo không khí vui vẻ. Đao đao còn được sử dụng trong một số nghi lễ của dân tộc Khơ Mú. Nhạc cụ này đã gắn bó mật thiết trong cuộc sống của người Khơ Mú chúng tôi từ xa xưa đến nay rồi. Một loại nhạc cụ được người Khơ Mú sử dụng nhiều, nhất là đối với đàn ông, đó là tót tơm, một loại sáo dọc đặc trưng của người Khơ Mú. Để làm loại sáo này, người Khơ Mú có nhiều cách. Song với người Khơ Mú ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, chiếc sáo được làm từ hai đoạn ống nứa to nhỏ khác nhau. Đoạn ống nứa nhỏ dài khoảng 15 cm, được lồng vào trong ống nứa to có chiều dài khoảng 40 và kéo lên phần đầu ống tạo thành hai phần riêng biệt. Tại phần nhỏ này, người ta tạo lưỡi gà bằng cách khía và tách một lát nứa mỏng có chiều dài khoảng 2,5 cm và chiều rộng khoảng 0,3 cm. Tót tơm có 4 lỗ bấm cao độ, trong đó 3 lỗ trên mỗi lỗ cách nhau chừng 3 cm, một lỗ dưới nằm ngay ở phần lỗ đầu tiên cách nhau khoảng 4 cm. Lỗ bấm dưới này do ngón tay cái điều khiển. Âm thanh của loại sáo này không trong mà hơi khàn khàn. Ngoài dùng để độc tấu, tót tơm được sử dụng phổ biến để đệm theo giai điệu của những bài tơm, là những bài dân ca của dân tộc Khơ Mú. Ngày xưa đó, thì nó mới truyền lại bây giờ cho con cháu sau này. Rồi tương lai bây giờ cũng có người biết, người cũng biết. Bây giờ trước khi mình đi lấy cái này thì cái bé này là phải lấy chỗ nào nó gặp ánh sáng kia. Cái bé này. Xong cái to này mình lấy chỗ nào nó không gặp ánh sáng cũng được, thì cái này cần nhất gặp ánh sáng thì nó mới, cái lưới của nó thì nó mới, khi nào mình thổi thì nó mới nhạy thì mình bắt. Cái đoạn nào là mình phải đo đàng hoàng, ở trên này 3 cái, ở giữa này 4 ngón, ở này 4 ngón, ở dưới này cũng 4 ngón, thì nó mới bắt nhịp nhau thì nó mới ra tiếng của sáo của dân tộc. Đao đao và tót tơm chỉ là hai trong số khá nhiều các loại nhạc cụ của người Khơ Mú, không chỉ mang những nét độc đáo và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng, do việc chế tác và tìm kiếm nguyên liệu cũng như cách diễn tấu đơn giản, những loại nhạc cụ này còn kết tinh trong nó những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, dân gian, mang đậm bản sắc của người Khơ Mú. Và đến đây chuyên mục Sắc màu văn hóa Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.